Melodic là nam rapper đình đám của giới underground với khả năng đóng tune và melody cuốn hút. Anh viral qua video chú bộ đội rap tiếng Thái. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Melodic ra mắt khán giả với vai trò rapper, khẳng định sự theo đuổi nghiêm túc của mình với nhiều sản phẩm chất lượng. Gần đây, ca khúc Đủ Trại Sẽ Thấm kết hợp cùng Chiến Nhật Lan với câu rap Ôi Cuộc Đời Là Những Vị Đắng cũng viral trên các nền tảng mạng xã hội. Giới underground gọi Melodic là một quái vật về khả năng đóng tune. Melodic miêu tả về âm nhạc của bản thân: tôi muốn những tính từ này sẽ đi song song với âm nhạc của mình. Melodic tự tế, chất lượng, nội tâm, thêm cả sáng tạo. Melodic được xem là một cái tên đáng gờm nếu anh xuất hiện tại vòng 1 của Rap Việt mùa 3. Nam rapper chia sẻ, Rap Việt sẽ là nơi tôi đem thứ âm nhạc của mình tới khán giả đại chúng. Tôi không hoàn toàn coi đây là một cuộc thi. Melodic bật mí, tôi bị ảnh hưởng rất nhiều từ những màu nhạc cổ điển mà thế hệ phụ huynh hay nghe, như chú Bằng Kiều, chú Tuấn Ngọc, chú Tùng Dương. Lớn hơn một xíu, khi đã tìm tới nhạc rap khoảng năm 2017, thì tôi bị nghe nhạc của anh Dramatic. Tôi đã từng có một tháng trời nghe vẻ khối của anh mà không chán. Nam rapper sinh năm 2001 còn chia sẻ về việc sử dụng autotune trong âm nhạc. Với tôi, giai điệu là thứ công cụ biểu đạt cảm xúc tốt nhất và autotune là thứ có thể khai thác rất nhiều. Tôi nghĩ khán giả nên có hai góc nhìn về nó, một là lạm dụng, hai là khai thác. Melodic nói về tham vọng của bản thân, tôi không biết phải gọi mình là gì, là rapper hay ca sĩ cũng không đúng. Có lẽ tôi chỉ muốn để lại di sản của mình, tôi không có tham vọng gì quá lớn, vì tôi lo tham vọng sẽ làm mờ nhạt tính tự do trong nghệ thuật của tôi. Hãy cùng xem Melodic có giành được suất để tiến sâu ở Rap Việt mùa 3 không nhé.